Thưa quý vị, với hàng chục dự án đầu tư công cùng lúc triển khai trên địa bàn, trong đó có nhiều dự án trọng điểm động lực, hiện nay khối lượng công việc giải phóng mặt bằng tại huyện Hòa Vang là rất lớn. Thực tế hết triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cần sự phối hợp tháo gỡ để có mặt bằng cho dự án thi công đảm bảo tiến độ. Đây là dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường DT601. Đoạn đầu tuyến này chỉ vài chục mét nhưng vướng giải tỏa thời gian dài và mới chỉ được bàn giao gần đây để thi công. Toàn tuyến đường này có tổng chiều dài hơn 35 km, với hơn 970 hồ sơ đất và mồ mả cần giải tỏa. Gần 3 năm sau khi khởi công, hiện tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành bởi nhiều đoạn vẫn còn vướng giải tỏa, như đoạn qua thôn Quang Nam 3, xã Hoài Liên này là một ví dụ. Có là 3 cái nhà ở trên cái tuyến đường này. Là cái thứ nhất là chỗ hộ ông Võ Nhì, là ngay dưới ngõ ba đường, là còn vướng cái chỗ là kiến trúc của công ổng chưa thỏa đoán, cho nên là từ chỗ đó mà ổng còn nón lại. Chờ thời gian cái thứ hai là nhà ông Ngô Văn Thường. Ngô Văn Thường là ông phó thôn ở đây, sát cạnh của ba mình, là cũng vì là lệch cái chỗ đất đê thế nào đó. Cho nên là cũng ổng cũng có cái đơn để kiến nghị ở chỗ huyện thành phố mà chưa được giải quyết. Cái thứ ba là nhà của Nguyễn Hậu, là cách là sót cái cạnh nhà văn hóa của xã Hòa Liên. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, năm 2023, địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 46 công trình của thành phố triển khai trên địa bàn với 7.798 hồ sơ giải tỏa, trong đó hơn 3.900 hồ sơ nằm trong diện phải hoàn thành trong năm nay. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai giải phóng mặt bằng và thi công 10 dự án do huyện làm chủ đầu tư. Thực tế, nhiều dự án kéo dài nhiều năm nay không thể thi công bởi vướng giải tỏa. Trong đó, có cả những khu tái định cư. Như dự án khu tái định cư này, thi công phục vụ giải tỏa dự án cụm công nghiệp Hòa Dương nhưng cũng vướng giải tỏa. Hơn 50% cái diện tích đất là chưa được giải phóng mặt bằng. Cái phạm vi mà bằng giải phóng mặt bằng đơn vị thi công là cơ bản hoàn thành đất khối lượng. Còn cái phần mà chưa giải phóng mặt bằng là đất là điều phối tham khu của công trình là để dùng sân này. Có đất tái định cư thì lúc đấy chúng ta mới thực hiện cái việc thu hồi. Bây giờ các đồng chí phải xác định cái quỹ đất và có cái đề xuất về việc đầu tư cái hạ tầng cho cái việc xây các cái khu tái định cư ở đạt được các cái yêu cầu. Tôi nói ví dụ tới đây cái việc mở rộng cái quốc lộ 14B. Tôi nói nếu không có cái quỹ đất tái định cư, tôi nói không bao giờ làm được cái chuyện đấy. Với mục tiêu phát triển thành phố về phía Tây, thời gian gần đây, nhiều dự án đầu tư công mang tính động lực đã được triển khai tại huyện Hòa Vang, nhất là dự án hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, nút thắt về mặt bằng vẫn chưa được giải quyết triệt để, nên nhiều dự án vẫn đang chậm tiến độ.